bạn quay lại lớp vẽ của Miss Ánh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn một bài có một chú cá heo nhỏ ở trên biển nha. Các bạn học trực tiếp cô dạy sẽ chậm hơn, còn ở đây cô ghi hình cho nên cô tua hơi nhanh hơn tí nha các bạn. Chúng ta cũng có biển là khoảng 1/3 của bầu trời nha. 2/3 trên đây sẽ là bầu trời cao này. Còn biển chúng ta sẽ nhỏ phía dưới này. Rồi, sau khi cô vẽ một đường chân trời để tạo biển rồi, bắt đầu cô sẽ tạo hình con cá voi cho các bạn nha. Cô cần các bạn vẽ một đường cong, cong một tí các bạn nha. Cố gắng cong dùm cô một tí, cong như là vầng mặt trời vậy đó. Rồi, từ cái phần một bên này, các bạn chọn bên này hay bên này đều được nha. Cô sẽ cho một cái mỏ con cá voi nó xuống như thế này. Rồi, sau đó từ đây cô sẽ bắt đầu vẽ cái đầu luôn các bạn nha. Cho con cá voi nó tròn chút xíu, cá heo nó tròn một tí nữa, nhìn nó dễ thương hơn. Cong từ từ qua phần đuôi giùm cô. Cái phần đuôi các bạn vẽ nguyên một đường mặt trăng á, như là mặt trăng giùm cô nhé. Đây, đơn giản như thế này. Sau khi các bạn vẽ cái đuôi mặt trăng này, các bạn sẽ bôi cái phần này một tí, rồi các bạn sẽ viền nó lại để nó tạo thành cái đuôi cho nó dễ thương nè. Ở đây cô sẽ có con mắt nó gần cái miệng một tí nè, con mắt nó nằm ở đây. Rồi cô có một cái vây trên nha các bạn nha. Cái vây trên, hai cái vây dưới. Nhọn tí xíu cho nó dễ thương nè. Nhọn ra ngoài tí xíu. Cái vây bên kia các bạn cũng nhỏ nhỏ thôi. Bao bỏ cái đường chỗ này giùm cô. Rồi, chúng ta có một bạn cá heo nhỏ xinh ha. Nhỏ xinh. Cái đầu bạn cá heo các bạn chỉnh một tí cho nó hơi to đầu lên cho cô nhìn thấy. To thế này cho đẹp này. To cái đầu lên. Rồi, sau khi xong tạo hình bạn cá heo, các bạn có thể bôi tất cả cho nó lợt lại tí giùm cô nha. Lợt tí rồi chúng ta tô màu nó sẽ dễ hơn ha. Lợt tí. Rồi chúng ta vẫn lên bầu trời, lên mặt biển y như những gì những bài mình đã học. Các bạn làm chậm để bầu trời mình đẹp nha. Đầu tiên cũng một lớp nước mỏng. Lúc này các bạn tránh nha, tô nước tránh ra, tránh con cá heo giùm cô. Tô bên ngoài con cá giùm cô thôi nha. Đây, bên dưới con cá cũng một chút này. Tránh con cá heo giùm cô ha. Rồi, tới bên này. Đấy, nhẹ nhàng tô hết phần bầu trời giùm cô cho nó ẩm nhẹ. Cô cũng thích bầu trời nó xanh lợt lợt thôi. Các bạn cho màu tươi tắn một chút giùm cô nha. Đây, các bạn cho màu xanh như thế này giùm cô này. Đây, trên trời nhé. Cô đi nét xéo một tí để tạo bầu trời nó nhẹ nhàng, lật lật, nét xéo một tí nha. Không cần đi ngang cọ, nét xéo một tí. Rồi các bạn nào thích làm trời mây thì cứ việc làm trời mây nhé các bạn nha. Các bạn thích trời mây thì cứ cho một tí trời mây vào. Rồi, cô thì thích bầu trời nó lợt cho nên cô chỉ làm nhẹ nhàng thế này thôi. Đấy, nhẹ nhàng thế này thôi. Rồi xong rồi các bạn lại tiếp tục mặt biển giùm cho cô nha. Mặt biển cũng các bạn cố gắng lên màu xanh dương đậm một tí ha. Xanh dương đậm một tí để một hồi chúng ta tạo sóng biển cho đẹp. Xanh dương đậm. Nhiễm một chút xíu. Chấm ra. Rồi, các bạn xem nha. Đây, cô đi hết đường biển bên dưới này. Các bạn cố gắng đi nằm cây cọ giùm cô một tí nha. Nằm cọ tí. Nằm cây cọ nha. Khích khích lẫn nhau tí. Đại dương đậm đậm màu thì nhìn nó đẹp ha. Đấy. Rồi các bạn nào muốn tạo vệt, những cái vệt sóng đại dương thì các bạn cũng vệt nhẹ giùm cô. Đấy.
Bài đại dương cô cũng dạy nhiều lần rồi, cho nên các bạn cứ làm chậm nhé. Và cho nó có những cái về sóng biển nè. Rồi, sau khi xong đại dương rồi đấy các bạn, bắt đầu chúng ta sẽ tô màu con cá heo này nha. Các bạn có thể chờ 5 phút cho tất cả đều ráo màu lại chúng ta hãy tô nha. Rồi sau khi mọi thứ nó hơi ráo một tí, khoảng 5 phút, bắt đầu các bạn sẽ tô nước con cá heo dùm cho cô nha. Các bạn tô nước trắng, tô từ từ chậm rãi. Nước trắng nha các bạn, nước trắng nha. Cỏ của cô này nó hơi dơ nhẹ cho nên nó hơi lên màu khác chút. Này là nước trắng nha các bạn. Cố gắng tô bên trong con cá heo dùm cô này. Đây. Rồi, nước trắng nè. Tô chậm nè, chậm tay. Chậm tay. Cô chỉ cho cái phần phía trên con cá heo nó sáng màu hơn ở phía dưới một tí. Con này cô sẽ cho màu xám nha các bạn. Các bạn có màu xám các bạn pha ngay màu xám ra. Còn nếu không có màu xám các bạn cứ việc là lấy màu đen á các bạn. Các bạn pha với nước nhiều vào thì các bạn sẽ có được cái màu xám thế này nha. Rồi các bạn xem nha. Cô sẽ viền từ đuôi hoặc đầu trước đều được. Cô đi đúng với cái đường viết chì của mình thôi, cô không có đi xa đâu. Rồi viền theo đường chì của mình nè. Tô luôn cái vây của con cá và phần đầu con cá luôn nha các bạn nha. Và phần đầu con cá luôn. Ở phía trên có vẻ nước nó hơi khô rồi, các bạn sẽ cho thêm một tí nước vào giùm cô nha, để cho nó chảy màu ra lại cho đẹp. Cho thêm một tí nước giùm cô, nó tự động nó chảy màu lại cho các bạn. Ở trên con cá, ở trên của cô sẽ cho nó hơi lợt thôi. Ở dưới cô sẽ cho đậm màu. Rồi quan sát lại giùm cô nha. Rồi cô dặm màu lại cho nó tối màu tí nè. Cái vai trên này các bạn cho màu tối giùm cô. Vai trên này đậm màu tí. Cái đuôi nữa nha các bạn. Cái đuôi cứ cho dặm màu thêm tối tí. Cái này. Rồi, sau đó các bạn chờ khoảng 5 phút cho con cá nó ráo lại. Các bạn sẽ bắt đầu viền con mắt màu đen nữa. Là các bạn đã hoàn thành cái phần con cá. Rồi chúng ta sẽ tiến tới phần vẽ tạo cái hạt sóng biển mà của con cá heo nó đập nước nó văng lên trời các bạn nha. Các bạn chờ thêm 5 phút. Sau khi con cá nó bắt đầu ráo, các bạn lấy màu đen nha các bạn. Các bạn lấy màu đen. Để thứ nhất các bạn chậm con mắt giùm cô, dùng cái cọ tỉa nhỏ số 1 của các bạn á. Các bạn chậm con mắt tròn giùm cô này. Cái thứ hai các bạn viền lại cái miệng giùm cho cô nha. Rồi, các bạn có thể viền sống lưng lại tí. Khi viền sống lưng các bạn sẽ đánh lại một tí nước cho nó lợt ra tí nha các bạn. Tí nước trắng lên. Nó sẽ nhấn cái sóng lưng và nó lợt lại. Rồi, sau đó là bắt đầu các bạn sẽ vẫy bọt nước dùm cho cô nha. Cô muốn các bạn vẫy cái tia nước bắn của con cá này nó hơi to, cho nên các bạn dùng khoảng cây cọ số 9 dùm cô. Số 9 là các bạn dễ tạo được cái hạt nước to nha các bạn. Cọ số 9 này ha.
Rồi bạn pha màu trắng ra nha, cả lớp pha màu trắng ra. Pha màu trắng nhiều nhiều một tí ha. Rồi các bạn xem, cô sẽ chủ yếu vẩy nước ở cái phần vùng đuôi, vùng mình nó một tí. Chỗ nào cô vẩy thì cô sẽ đặt cái đầu cọ, đặt cái đầu cọ vào gần đó. Cô gõ nhẹ, gõ nhẹ. Khi lượng nước và lượng màu đủ, các bạn sẽ thấy là nó tạo những hạt, những giọt rất là đẹp. Cô không vẩy mạnh tới nỗi nó sẽ văng lên tới trên trời đâu nha các bạn. Nhẹ nhàng thế này, lượng nước và lượng màu đủ thì các bạn sẽ thấy là nó tạo ra cái hạt đẹp lắm. Và cô muốn nó có những cái vệt to hơn, cô sẽ dùng cọ trực tiếp cô chấm tạo thành những cái vệt nước to hơn như thế này, tạo hình dạng đó, như những cái cụm nước bắn lên tung tóe đó các bạn. Đấy, cho nó to lên thế này. Những hạt nào mà nước ở trên trời này đấy các bạn, các bạn sẽ lấy thêm một tí ti màu. Các bạn muốn tạo hiệu ứng đẹp hơn một tí, các bạn sẽ lấy tí ti màu xanh biển hồi nãy của mình đó nha. Xanh biển hồi nãy của mình, các bạn chấm nhẹ vào xanh đại dương của mình đấy. Các bạn sẽ chấm nhẹ vào những cái vệt nước đó tí, cho nó có chút màu, chuyển màu cho nó đẹp. Đấy. Rồi, các bạn còn muốn thêm thì các bạn cứ việc là gõ thêm ha. Tạo sóng biển, tạo những cái hạt tung tóe sọt nước mà của con cá nó búng lên trên trời. Đấy, các bạn vẫy thoải mái cho cô. Đây, xong, thế là kết thúc bài bạn cá heo xinh xắn. Hẹn gặp các bạn vào bài tiếp theo.